Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, chủ trì buổi tiếp thống đốc tỉnh Kanagawa, ông Kurowa Juji đến thăm Đà Nẵng, nhân dịp hai nước đang tích cực triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn. Chủ tịch thành phố vui mừng thông báo một số kết quả tích cực trong quan hệ ngoại giao nhân dân giữa Đà Nẵng với một số địa phương của Nhật Bản, trong đó có tỉnh Kanagawa những thành quả về đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng, những mối quan hệ hợp tác về các lĩnh vực. Cảm ơn chính phủ, các địa phương, các tổ chức của Nhật đã dành nhiều sự hỗ trợ Đà Nẵng trong thời gian qua. Mong muốn ông Kurokawa Juji tiếp tục kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng của Nhật Bản đến đầu tư tại thành phố trên các lĩnh vực cảng biển, du lịch công nghệ cao. Đà Nẵng cam kết luôn hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư và du khách Nhật khi đến với Đà Nẵng. Thống đốc tỉnh Kanagawa, ông Kurokawa Juji vui vẻ trao đổi với Chủ tịch Lê Trung Trinh bằng tiếng Việt. Ông cho biết rất thích tiếng Việt và đã tự học để có thể nói tiếng Việt tốt hơn. Ông cũng bày tỏ cảm ơn thành phố luôn tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Nhật Bản đang có dự án đầu tư tại đây. Đặc biệt, thành phố đã hỗ trợ rất nhiều cho sự kiện lễ hội Kanakawa diễn ra hàng năm, mang lại những giá trị giao thoa văn hóa giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản và hai địa phương Đà Nẵng, Kanakawa. Ông sẽ mang những thông tin tích cực của Đà Nẵng đến với các doanh nghiệp tiềm năng để có nhiều hơn nữa sự hiện diện của doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.